Thành Trung xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Ca sĩ tranh tài. Chương trình Ca sĩ tranh tài được phát sóng trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Thưa quý vị, chúng tôi mang tới cho quý vị những giây phút giải trí và những tiếng cười thật sảng khoái. Và ngay bây giờ là lúc chúng ta cùng gặp gỡ với bạn dẫn, đồng thời là đối thủ của tôi trong chương trình hôm nay. Hãy cùng chào đón nghệ sĩ hài Anh Đức. Thưa quý vị, cái bắt tay này, cái ôm này nó chỉ thân thiện lúc này thôi. Sau khi chúng tôi buông tay là hai người về hai chiến tuyến. Buông tay. Em với anh là ngay từ màn mở đầu là đã là đối thủ xác định với nhau hẳn hoi là như vậy đúng không? Chính xác là như vậy. Ok anh, chắc chắn đội của em sẽ được nâng lên một tầm đáng kể. Bởi vì hồi học lớp 1, lớp 2 á, điểm nhạc em cao lắm. Thế thì tôi yên tâm rồi. Tôi yên tâm là đối thủ của tôi hôm nay cũng chỉ như tôi thôi. Nhưng chúng tôi vẫn có những người cộng sự, những người sẽ song hành với chúng tôi đến hết chương trình. Đó chính là hai ca sĩ được các quý vị khán giả yêu mến. Và bây giờ là lúc hãy cùng xem họ là ai. Cách xa ngàn phút giây, người kề bên em mà vẫn không chạm cánh tay. Dù em nói mãi mãi tình ta sẽ không nhòa, thế nhưng mà tình nào không qua. Giờ anh biết rằng tình sẽ không thể nữa rồi. Những nỗi niềm dễ dừng lối. Anh chỉ ước rằng mình giá như có phép màu, xin thời gian ngừng lại để được hôn thật lâu. Vì biết tình đã qua như ngày xưa, mà cứ trông em về chưa. Em đã hứa em yêu anh hoài, mà nay bao cánh hoa sao tàn phai. Trời vẫn màu biết xanh như trời xưa. Hey! Giờ em nơi đâu, giờ tìm anh đâu, vì sao lỡ mối như duyên cùng nhau.
Duy. Dạ. Em kệ anh. Em để bọn anh tự nhiên, em ngồi đi. Đến cái phần giới thiệu khách mời thứ hai, tự nhiên cái anh Trung làm như bị nghẹt thở hay gì. Chị ơi, cho em ly cà phê với ly cam giác cho anh Trung với Phương Trinh. Anh không uống sữa em nhá. Bởi vì với anh thì chỉ cần em thôi là đủ rồi. Em là viên đường, em là giọt sữa rồi. Ôi dồi ôi. Các bạn sẽ tự lựa chọn về đội của hai đội trưởng, đó là anh Đức và Thành Trung. Đó. Thì phụ nữ mình hỏi trước nhá. Anh rào đón kiểu đó rồi anh hỏi người ta nở lòng nào với không? Khi anh nói như vậy rồi, anh dùng những lời ngon ngọt rồi, Trinh lại không chọn anh. Nhớ Trinh lại là người không thích ăn ngọt thì sao? Mà lỡ Trinh mà có không chọn anh thì em cũng sẽ không chọn anh. Hay quá. Thì em sao? Dạ em anh không có nhìn em. Thôi, chắc em là thoải mái ai, đi. Ai ngồi gần em nhất thì em sẽ bên đội đó đi, tại vì sắp ghế vậy luôn rồi. Anh hiểu mà, anh hiểu. Không có gì Đức phải buồn cả. Phương Trinh là một viên đường, là giọt sữa, thì ngược lại em cũng là giọt mật ong. Ôi trời ơi. Anh Đức là như một chú gấu, còn Thanh Duy thì như giọt bây mật giờ, ong. Bây giờ gấu ơi, gấu kêu Duy là honey honey đi. Khó kêu lắm em ơi. Trời ơi chưa gì không, mình tưởng tượng với nhau thôi. Được rồi, em đừng có bắt anh thốt ra những cái lời đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Tất nhiên ngày hôm nay có điều gì xảy ra trong chương trình, được ngồi cạnh em với anh thế là đủ rồi. Anh cảm thấy mãn nguyện rồi, chương trình với anh đến lúc này là thành công rồi. Hạnh phúc quá thưa quý vị. Anh nói là điều gì xảy ra với anh sao mà các em thấy khán giả dưới cười lên một cách rất là khó hiểu. Tại sao vậy các em? Tại vì có những cái câu chuyện ngoài luồng mà chúng ta nên đi vào đề tài âm nhạc. Đấy, hoặc là thi đấu nhạc, gì nhờ. Âm nhạc đi. Đúng các bạn. Đây. Có một điều em phải nói mọi người là bây giờ anh Đức đã trở thành ca sĩ. Hả? Anh Đức đã ra sản phẩm. Anh nói là anh chỉ có mình em thôi à. Hứa là không có thêm một ai đâu mà. Tin anh đi. Wow. Hay quá. Anh Đức sắp cướp lấy chén cơm của những anh chị em ca sĩ từ trước tới giờ. Nguy hiểm quá gì ơi. Em không dám nhận là ca sĩ, chỉ là một nghệ sĩ thích hát rồi mình thu âm cái bài và mình phát hành cái bài của mình. Trời thôi. Ơi, mà hả? Em đừng có nói em cướp chén cơm của anh, bây không. Giờ mở chương trình hài nào cũng thấy mặt em hết á gì à. Nhưng mà anh rất là cảm ơn anh Đức. Anh Đức mà làm ca sĩ như vậy chắc sẽ không làm MC nữa. Thế là anh không sao cả. Đồng hành với chúng tôi trong chương trình luôn luôn là 8 giọng ca tiềm ẩn. Họ sẽ cùng nhau biểu diễn một tiết mục liên khúc. Họ đã được thu âm sẵn. Việc của chúng tôi là phải đoán xem ai hát hay để chọn về đội mình. Mỗi đội sẽ có 4 giọng ca tiềm ẩn. Bây giờ trước khi gặp họ, xin mời các quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Ca sĩ tranh tài. Và bây giờ là sự xuất hiện của 8 thí sinh bí ẩn. Và chúng tôi cũng chưa biết họ là ai. Xin mời. Nếu mà xét về ở đây ngoại hình á thì anh Đức lại thích bạn số 8 hơn. Có một bạn làm Trinh hơi nhức mắt, bạn số 7 nhìn style rất là thích. Trinh nó chất đúng không? Nhưng mà chất. nếu mà nói về như Phương Trinh thì Thanh Duy lại thích bạn số 5 hơn. Nhìn bạn số 5 có một cái kiểu rất là nghệ sĩ. Thôi bây giờ vậy nè, nãy giờ mỗi người chọn cho mình một số rồi đúng không? Đúng. Em số 5 đúng không? Anh số 2. Rồi. Em là số 7. Chưa có nghe được giọng mà. Anh là số 8 thì đó, bởi vì mình nãy giờ mình chưa nghe giọng rất là nôn. Chúng ta hãy bước vào cái tiết mục của 8 giọng ca bí ẩn này. Ngay lập tức rồi. Sau đó mình đoán ra ha. Nè. Rồi xin mời tiết mục của 8 giọng ca bí ẩn. Bắt đầu. Trời ơi bài này não nề lắm. Chết trời, diễn quá. Trời ơi diễn quá kìa. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi lặng yên nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lỡ.
dường như lúc nào em cũng yêu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi. Vì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi về đâu khi ta đã lạc mất nhau. Alo em à, nhớ anh không? Không nhớ à? Làm gì đây đến với anh này? Thôi em yêu đừng có buồn phiền. Alo. Thấy em đang vui cùng ai, có biết anh buồn chẳng nói lên câu. Này nàng hỡi đừng chờ vội xa tình. Người đã nói yêu em vậy mà người đành nỡ quên sao vội xa. Giờ em vẫn nhớ than ngày nào tình ta loạn quá nhức đầu á. Biệt ly quên đi cơn sầu đây. Còn tim quá mong anh, quá yêu anh. Người yêu ơi biết chán, em cần anh. Tôi nghe giọng vừa rồi có bà số 2 quá. Ngày xưa giờ đâu em còn là em đây đã khác rồi. Em muốn quay lưng quên hết đi. Tình yêu trong em giờ còn già dối, anh không muốn. Thôi mình trong mơ anh không muốn. Đi tìm giấc mơ ngày hôm nào, đừng quên rằng là em của ngày hôm qua. Oh 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 oh, xin hãy là em của ngày hôm qua. Oh 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 oh. Quay về đi, cho anh hết đợi chờ. Bao lời yêu trong lòng anh vẫn chưa nói thành lời. Vì sao ngày xưa khi bên nhau anh đâu có hiểu rằng. Cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu ta còn yêu sẽ quay trở về. Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau yêu lại từ đầu. Đội tôi là có phụ nữ thì không biết là hai người đàn ông có nhường để chọn trước không? Anh cứ vịn vào cái cớ của phụ nữ rồi sao vấn đề này sao Thanh Duy? Khi mà mình thi đấu thì mình có nhường phụ nữ không hay là mình nhỏ tiếng là em đang tập trung? Hay quá. Tôi có thể khẳng định anh Đức là một trong những người có giọng nói, có tiếng nói nhất trong đội. Về cái phần này thì thôi ha. Quyết định nhường cho đội có phụ nữ chọn luôn. Không, anh không cần em nữa. Thật sự thì em là phụ nữ nhưng mà em cũng có quyền là mình nhận hay không chứ. Đúng. Không phải là người ta cho là mình nhận đâu. Chính xác. Em có tự trọng cho nên là em nhận. Thấy chưa? Tại vì tại sao mình không nhận là mình không tôn trọng người đó. Tìm những người phụ nữ như em bây giờ hiếm. Cảm ơn Duy. Hiếm kinh khủng luôn đi Trinh ạ. Đã xinh đẹp rồi lại còn có tự trọng. Giọng ca đầu tiên mà mỗi đội chọn sẽ là giọng ca quan trọng.
họ sẽ hát cùng với ca sĩ của mỗi đội ở vòng 2, đó là vòng bảo toàn. Vì vậy mà đối với Phương Trinh, đội của Thành Trung thì chúng ta phải lựa chọn một giọng ca nữ để hát song ca với em, đúng không? Dạ, nó sẽ dễ hơn. Em đang có niềm tin vào ai? Em không biết sao mà em có cảm giác là cô gái số 4 chất giọng rất là dày. Cười rồi kìa, khán giả cười rồi kìa, chọn luôn. Em, hả? Đập tay với anh. Dạ. Anh cũng có suy nghĩ giống em. Vậy hả? Cái người mà nãy giờ tôi thấy là đứng tạo dáng nghiêm nhất, giấu bài nhất, mình định chọn thì bây giờ đã bị chọn mất rồi. Và chúng tôi quyết định chọn số 4. Là linh tính của bọn anh đã đúng. Welcome em. Rất xinh xắn. Xinh quá. Đây là một gương mặt hát hay, em tin vậy. Anh sẽ phân tích luôn cho em thấy. Phân tích đi anh. Cái giọng ca nãy đầu tiên á, phát lên. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì. Anh nghĩ là bạn số 1. Cái bài mà bạn ngầu quá, nhìn mặt hơi sợ. Còn cái bài thứ hai á là thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ôm nghĩ. Anh nghĩ là bạn số 2. Mà cái bài dở thiệt là dở á hả? Không, cái bài số 2 là chưa có dở lắm. Ủa? Ừ. Mà còn một cái bài nữa là cái bài mà alo, à, alo, alo em à đó. Vũ Hà đó, Vũ Hà đó. Bài đó cái giọng giống giống anh Vũ Hà. Nếu mà giống Vũ Hà là bạn số 1 giống Vũ Hà nhất. Alo. Để cân bằng giới thì em nên chọn một bạn nam. Cân bằng giới mà chọn nam là nghi ngờ lắm nha. Ừ. Đội không, có hai tại vì Phương Trinh vừa đội mới chọn bà này xong thì giờ chọn một ông nữa. Em đang nghiêng giữa số 1 và số 5. Vậy hả? Vâng, chọn Vũ Hà. Số 1, ok. Thánh Duy đã chọn số 1 rồi. Cảm ơn. Ủa là gì vậy? Sao em về bắt tay đây trước vậy? Đội này đội mình em. Đúng rồi, cái này là giao lưu với đội bạn. Không biết là vì em có ấn tượng về vẻ bề ngoài với cả giọng ca số 7 hay không, mà anh cũng có cái cảm giác là đây sẽ là một người hát hay. Em cũng cảm nhận vậy. Xin được mời số 7 về đội của tôi. Cố lên em. Anh chị rất tin là em. Cố lên. Đẹp quá. Bây giờ tới đội mình đó Duy. Mình cân bằng giới đi em. Vậy thì mình chọn bạn số 8 đi cho nhanh. Dạ. Đúng rồi, em nghĩ là bạn số 8. Để cân bằng giới. Đàn ông ghê chưa? Cảm ơn em nha. Mời em về chỗ. Có một cô bé mặc cái áo lệch vai. Đúng. Và thường những người mặc áo lệch vai là hát cũng ok đó. Trời ơi. Đó. Đó chính là một trong những... Để bạn suy nghĩ phải không? Định luật mà anh mới biết và thấy nó rất đúng. 2, 3. Số 6. Đàn ông ghê. Đàn ông ta mới khen nè. Cảm ơn em nhiều. Thanh Duy muốn chọn tiếp một bạn mà Thanh Duy đã rất là ấn tượng ở đầu tiên. Nhìn thẳng trong ánh mắt của người đó, Thanh Duy thấy được đây sẽ là một người có tính nghệ sĩ rất cao và có thể hát rất tốt. Số 5, mời em về đội của Thanh Duy nha. Này. Trời ơi, tôi giơ tay lên chào với tôi rút thề niềm. Nè, thấy đàn ông rồi chưa? Ra đón rồi chưa? Đó lên. Nhưng mà anh hơi giận em á Duy. Sao vậy anh? Bạn vừa rồi em quyết định luôn mà em không có hỏi anh. Ủa xin lỗi anh nha, tại em cứ vì cái chuyện cân bằng giới mà em tự quyết định hoài luôn á. Em không có bàn với anh gì hết á. Đội mình bây giờ đang bị lệch dữ lắm rồi đó. Bây giờ người ta chọn con gái nữa là đội mình lệch nhiều lắm đó. Mong rằng đội bên kia chọn con trai. Em nhớ là giọng nam á chỉ có một người là hay thôi. Đúng. Giọng nữ hay nhiều hơn. Đúng. Với cái ngoại hình của bạn số 2 ấy, bạn ấy có thể hát hay hay không hay, nhưng bạn bước ra sân khấu chỉ cần bạn ấy nhiệt tình và cháy hết mình thì khán giả sẽ ủng hộ cho. Số 2. Số 2. Chết rồi, nhạc lên rồi em mắc hát rồi. Yeah. Anh mong em sẽ cháy hết mình. Chỉ cần cháy hết mình thôi. Với bọn anh thế là đủ rồi. Duy.
Hồi nãy á, em có nghe Phương Trinh nói là có một giọng bạn nam hát hay hát thôi. Anh nhớ là nữ á, chỉ có hai giọng hát là tốt thôi. Cho nên là đội bên này bị lừa rồi. Anh nghĩ là bạn này về đội mình là ok. Em ơi về đi, người cuối cùng sẽ là người được chân nhất. Về đây cưng. Phiêu nha, đội mình là phải phiêu. Phiêu. Nhạc lên cái mình hai mình là vô là phiêu liền nha. À, okay. Nha. Đúng là anh Đức làm ca sĩ không làm ca sĩ là một tổn thất lớn. Ít có ai có cái phiêu như anh lắm. Đúng, phiêu lạ. Ừ. Thưa quý vị, bốn thí sinh đã về với mỗi đội. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem họ có làm chúng tôi thất vọng hay làm cho chúng tôi hạnh phúc. Chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa. Xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Ca sĩ tranh tài và đây sẽ là vòng 1 của chương trình. Chúng ta sẽ có 3 lượt ở vòng 1. Chúng ta sẽ đưa ra một thí sinh mà cảm thấy là tin tưởng. Nếu hát hay, được khán giả yêu mến, bấm bình chọn trên 50% thì băng truyền sẽ di chuyển giọng ca của chúng ta đến với khu vực vàng. Nếu trụ được ở đây tối đa là 30 giây, chúng ta sẽ có tiền thưởng. Nếu không trụ được 30 giây, không có tiền thưởng. Nếu để lùi và lùi lùi sau cánh cửa kia thì sẽ có rất nhiều điều đáng nói. Và điều đáng nói như thế nào thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Đơn giản chỉ có vậy, lượt 2 20 triệu, lượt 3 là 30 triệu. Bây giờ, vì chúng tôi là đội đã lựa chọn đầu tiên giọng ca về đội mình nên chúng tôi sẽ là những người chơi trước ở lượt đầu tiên. Nào, đi ra đây. Cẩn thận em nhá. Hai người thích dẫn nhau đi chơi nữa ha. Số 2, số 6, số 7, số 4. Số 2. Số 2 đầu tiên nha. Em có người yêu chưa? Dạ, em chưa có người yêu. Em thích nhạc, thể loại nhạc gì? Dạ, em thích nhạc trẻ, nhạc bolero. Hầu như thể loại nào em cũng thích. Bởi vì mỗi thể loại có cái lắng hay của nó. Trời ơi, dễ thương quá. Em thích nhạc trẻ, nhạc bolero. Cái chữ show là biết hát hay rồi. Anh thích em rồi đó. Anh muốn em sẽ chứng minh cho hai người đàn ông vừa cười em thấy rằng họ đã sai rồi. Em cười là cười vì cái giọng. Cái giọng dễ thương. Dễ thương, em phân tích thì dễ thương. Không hề cười đều. Anh ơi, anh đừng suy bụng ta ra bụng người. Anh không thể quên được cái khẩu hình của em. Khỏi. Nghe thấy nói là bolero là hát hay rồi. Thôi em, nói chung đội của người ta mình đừng có sung quá em. Để đội người ta quyết định. Rồi bây giờ mời số 2 lên sân khấu nào. Ngồi lên em. Xin mời hai người đàn ông ra lựa chọn thành viên ở lượt 1. Khi mà em chọn cái bạn số 5 á, dạ. Em không hỏi ý anh á. Dạ. Là anh nghi nghi bạn này rồi. Nghi sao anh? Khi mà lúc đầu á, coi bạn hát á, hát thì không có tập trung. Ồ. Và cầm mic thì cũng cầm không, xa xa nhiều, không anh, nhiều khi là ngay không phải ngay cái bài của bạn Thâu làm sao. Ừ. Em ơi, em có hát bolero không? Không, em hát dance. Dance. Dance hợp lý. Tại vì hồi nãy á, là cái ông này là nhạc lên là ổng cứ vậy. Là em hy vọng. Anh nhìn là anh biết liền, mà nó giả bộ. Em ơi, em đi hát lâu chưa? Dạ, em hát được 4 năm. Hiện tại em đây là sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Sài Gòn. Hơi rồi. Ủa, cái này có được nói xạo không? Cái này có được nói xạo không? Anh Trung ơi, có nghĩa là bây giờ cái người nào mình chọn thi đầu tiên là cái người nào mà mình không tin tưởng nhất đúng không anh? Tất cả các thành viên của đội anh, ai anh cũng tin tưởng hết. Đúng vậy. Nói gì để người ta chợ chửi trong mặt kìa. Bởi vì em sẽ quyết định mà không cần hỏi ý kiến anh nữa. Đanh đá lắm, đanh đá lắm. Anh chọn ai vậy? Anh chọn bạn số 5. Em xin nghe theo ý kiến của anh, mời bạn số 5 lên sân khấu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần thi đầu tiên của đội Thành Trung và Phương Trinh. Số 2. Số 2. Dễ thương quá.
cố lên. 15 giây dành cho em giới thiệu về mình, bắt đầu. Dạ vâng, và lời nói đầu tiên cho phép em gửi lời chào đến các anh chị ca sĩ cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay, lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Trời ơi, tự tin quá. Em là Song Kỳ, đến với chương trình em mong muốn mang lại nhiều niềm vui cho mọi người. Hãy ủng hộ em. Yeah. Hãy tin em. Yes. I love you. Trời ơi. Trời hay quá em ơi. Lên dáng liền. Bảy nồi bát chim với nước non. Trời ơi, múa đi em ơi, múa nhiệt tình vô cho chị. Dân nam mặc dù tay kẻ nặng. Phải là người hát hay, nhưng em là một người cực kỳ đam mê nghệ thuật. Đúng. Phương Trinh nói với anh, nhìn kìa. Bà Phiêu cái mặt kìa. Nhìn bà Phiêu cái mặt kìa. Phiêu cái mặt kìa. Đó. Đẹp quá. Lên dáng liền, anh nói là lên dáng liền. Thích cái dáng đầu tiên của em đó. Em ơi, em cực kỳ dễ thương, nhưng mà tại vì anh cũng rất là thích nghe bolero á. Nãy nói em biết hát bolero, em hát tặng khán giả một câu được không? Ngày đó lâu rồi hai đứa mình bên nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Wow, thấy chưa? Hai. Nè Duy à, hai. Hát là một chuyện nha, mà cái này là người ta muốn. Lần đầu tiên tôi thấy có người hát bolero mà ngày đó lâu rồi. Anh thích cái bài nhạc em chọn, anh thích cái phong cách của em. Là cái bài nhạc đó em hát chỉ có 4 câu thôi, còn nhiêu là nhạc không. Tại vì em sợ em hát không hay, là làm cái mất cái độ hay của bài hát, cho nên em cố tình dựng thêm cho nó uyển chuyển. Bây giờ là xem số giây. Nếu như tiết mục vừa rồi của em mà vượt qua được 30 giây thì đội chúng ta sẽ có 10 triệu đầu tiên. Xin mời. Cảm ơn em mình và sự lựa chọn thông minh. Cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ sẽ là áp lực dành cho số mấy bên đấy nhỉ? Số 5 à. Bây giờ xin mời quý vị hãy đến với giọng ca bí ẩn của đội Anh Đức và Thanh Duy. Xin mời giọng ca bí ẩn số 5. Phong cách em như thế nào, xin thể hiện hết ra cho anh.
Bây giờ em có 15 giây để giới thiệu về bản thân mình. 15 giây bắt đầu. Xin chào mọi người, mình tên là Trung Kiên. Tất cả mọi người thường gọi mình là Kiên Mấp. Mấp chứ không có mập đâu nha. Hiện tại thì mình đang là sinh viên. Ngoài thời gian học thì mình bán đồ ăn online trên mạng. Mình đến với chương trình này mong đem tiếng hát của mình đến tất cả mọi người. Hãy theo dõi và cổ vũ cho mình nha. Máu lửa quá mi. Lên em ơi. Lên. Đúng quá. Trời ơi, sung vậy hát sao trời. Đúng quá. Trời ơi, sung vậy hát sao trời. Anh nghi nghi bạn này rồi. Hát thì không có tập trung. Nhạc lên là ổng có gì nè. Là em hy vọng. Anh nhìn là anh biết liền, bạn đó giả bộ. Em sẽ quyết định mà không cần hỏi ý kiến anh nữa. Một con đường hồng còn bên ta. Một con đường hồng sáng dịu dàng. Một con đường hồng còn bên ta. Một con đường hồng sáng dịu dàng. Một con đường hồng bồi hồi cháy mà. Ôi cao nguyên, cao nguyên. Em thương ai bên luôn. Một con đường hồng từ bao giờ. Một con đường tìm về với đầu anh Hiền, anh Hiền. Một con đường bồi hồi cháy mà. Ôi cao nguyên, cao nguyên. Như chi si cao nguyên bên anh lửa và bùng và bùng. Hay quá. Trời ơi, cho nó tụt chơi luôn rồi. Kéo nó ra, bấm đi. Bấm đi, cho nó ra, bấm đi. Trời ơi, vô chậm luôn rồi. Bấm luôn, trời ơi. Chạy lên, chạy lên. Rồi, xong luôn. Rồi. Lần đầu tiên mà em thấy ca sĩ đang trình bày, cái máy nó tuột vô trong kia, nhốt lại luôn, không cho hát luôn. Mà tội nghiệp con nhỏ nhỏ cũng nhiệt tình chứ bộ, cũng quẩy nhiệt tình rồi các kiểu. Cái hôm nào mà em diễn mà em có những cái đoạn mà lắc lắc vậy đó, là ngày hôm sau là đầu em bị đơ đó. Em không quay được luôn. Vũ điệu vừa rồi người ta gọi là vũ điệu nghẹo cổ. Thực sự mà nói là bạn ấy bán hàng đồ ăn online trên mạng mà hát được như thế, mà nhảy được như thế đã là giỏi lắm rồi. Thực ra là bạn đó có âm mưu của anh, lên đây để mà PR cho cái shop đồ ăn online của mình. Mà chưa kịp nói tên Facebook mình luôn. Là gì thì đã hết rồi. Đi vô đi nhốt lại. Em ơi, nhưng mà ngược lại nha, em rất là dễ thương, chúc cho shop online của em sẽ bán hàng thiệt là đắt trong mùa xuân này. Thưa quý vị, như vậy là kết thúc lượt 1. Chúng ta đã có một chiến thắng trong gang tấc 32 giây của đội Thành Trung và Phương Trinh. 10 triệu đã thuộc về đội của chúng tôi. Nào mình giờ mình ra đi anh, mình ra mình chọn. Nào Duy ơi, dạ. Bây giờ không ấy em làm đội trưởng luôn đi. Ủa sao vậy? Chứ sao anh thấy anh làm đội trưởng mà em làm hết trơn hết trọi à. Em chọn em cũng không hỏi ý anh. Bây giờ ra đây rồi, bây giờ em muốn chọn em chọn luôn đi. Anh ôi khỏi nè chọn. Nè bây giờ nè, anh đứng với em nè, anh coi nè. Bây giờ mình làm chọn, giờ chọn bạn nào mà cho mình hên hên xíu đi anh. Bây giờ nhìn sơ qua anh lại thấy bạn số 3. Tại vì đeo cái túi đó đó, tại cái... Giống như bán hàng online. Hả? Em ơi, em có bán hàng online không bạn số 3? Dạ không ạ. Bán cơm, cơm sườn, cơm tấm. À, cơm sườn, cơm tấm. Hiện tại là trong cái giỏ của em có để gì trong đó không? Cặp visit quán cơm sườn. Để người ta trả lời, ai hỏi em? Xin lỗi, em quên, em vừa lấy cái vị trí của anh mà vừa lấy vị trí thí sinh nữa. Em làm hết luôn đi, chương trình này của em đó. Cảm ơn anh nha, từ bây giờ anh không được quyền nói gì cả. Rồi, em ơi, em có thích hát không? Dạ thích. Dòng nhạc sở trường của em là dòng nhạc gì? Tất cả dòng nhạc. Trời ơi. Em có thể... Anh không được nói mà. Tức quá, phải cho nói cái đi. Nói đi. Em có thể nói cái câu của em nó dài ra chút xíu. Chứ hỏi cái gì em nói 1-2 chữ không à? Dạ. Ê, đội mình ngộ nha. Đội mình ngộ ghê luôn á. Thường ở nhà bán cơm sườn á, nướng sườn rồi khói sườn bay lên nghi ngút, có ảnh hưởng gì đến giọng hát của em không? Dạ, nó làm cái giọng của em nó hay hơn. Đúng rồi. Ok. Mời em số 3 lên sân khấu. Em ơi, anh chỉ có một điều căn dặn em trước khi lên đây nè. Từ. Nhà em hít khói cơm sườn đủ rồi. Lên đây ráng thể hiện sao để đừng vô trong kia người ta xịt khói vô mặt em nữa nha. Cảm ơn em nha. Ok, thôi mình về đi cho đội đi chọn.
Này, có quả thí sinh áo đỏ kia ở đâu đấy kia? Bạn áo đỏ, bạn ơi, bạn tên gì vậy bạn? Chào tất cả quý vị khán giả là các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Và thì Mộng Sục xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Em tên là Mộng Sục. Mộng Sục biết tên làm gì? Thí sinh đó là bên đội khác. Đội mình đây mà em có tên làm gì? Em là đội của anh Thanh Duy đẹp trai, chị không có quyền chọn em, bye bye chị. Anh chị ơi, anh chị hãy chọn em số 9. Em số 9. Thấy bảo số 9 này mới ra MV đấy. Trông quen lắm, hình như em đóng MV gì đúng không? Dạ, tin anh đi. Tin anh đi. Tin em đi. Đến sau mà làm MV chọn cái tên bài hát nó khác nhá. Cái mặt em không hợp với cả bài tin em đi đâu. Nhìn mặt em không đáng tin. Nếu mà anh chị không tin em có thể hát một đoạn cho anh chị nghe. Hay hay. Xin mời em. Em à, nếu như mà có dòng thứ 9, chị sẽ chọn em vào đội của chị và anh là Thành Trung. Vậy vậy chọn mấy bạn này đi, dạ, đừng làm mất thời gian của em. Rồi, quay lại vấn đề nha. Đội của mình thì chị giao trọng trách lại cho một chàng trai có gương mặt rất điển trai, một làn da bóng lưỡng. Đó là chàng trai số 7 của chị. Only one và duy nhất. Chúc các bạn may mắn. Giọng ca tiềm ẩn tiếp theo của đội anh Duy và Thanh Đức. Anh trong... Duy và Thanh Đức à? Wow, tuyệt vời. Anh bị gì vậy? À, để anh nói lại. Giọng ca tiềm ẩn tiếp theo của đội anh Đức và Thanh Duy. Giỏi. Đó là bạn thí sinh mang số 3. Xin mời. Giống như gom hụi. Giống như gom hụi. Nãy giờ đã hiểu về cuộc sống và gia đình của em rồi. Và bây giờ 15 phút rất là quý giá. 15 giây. 15 lộn, nó lộn. 15 giây quý giá để em có thể tự giới thiệu mình. Bắt đầu. Dạ, em tên là Đức Hạnh, năm nay em 25 cái xuân xanh. Và tính cách của em cũng rất là Đức Hạnh. Và đặc biệt em không có bán cơm sườn. Mọi người nhớ ủng hộ bình chọn cho em và vỗ tay thật là nhiệt tình nha. Em sẽ biểu diễn hết mình cho mọi người coi. Chết rồi, giả dối vậy người ta không bình chọn cho em đâu. Đấy, tiến rồi, khán giả bắt đầu thích rồi. Cố lên nào em. Wow, dấu mưa, dấu mưa. Sao nói quậy hết mình mà lên cái nhạc xìu quá vậy? Tí nữa. I love you so.
khoảnh khắc cho anh gần em. Quá được quảng cáo. Một cơn mưa đi qua. Lại hát đàng hoàng đi. Tìm kiếm ức anh và em, tìm em trong cơn mưa. Hay quá. Anh thân thờ lần theo những dấu vết đánh rơi, tưởng như rất gần mà ngờ đó đã rất xa. Vụt mất theo cơn mưa ngày qua, tưởng như rất lạ mà ngờ đó xa quá quen. Là lúc em ngang đời ta chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn, ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi. Còn cái bài chiều cuối nơi này một cảm giác quá lạ thường, cảm giác cho anh nhận ra I love you, I love you so. Trời ơi, hồi đó còn đỏ lên đông nữa. Tình cảm vô. Khoảnh khắc cho anh nhận ra. Trời ơi. No. Khoảnh khắc cho anh gần em. No. Không phải là không hay mà là giọng bạn ấy không lên cao nổi. Chứ thật sự hát những nốt đầu tiên mình nghe mình cảm giác hát hay. Hát được. Nói một câu công bằng, em làm được một điều mà không ca sĩ nào có thể làm được. Tại vì cái khả năng mà hát mét không phải ai cũng làm được. Đúng rồi. Thanh Duy làm cái đó là Thanh Duy cố gắng làm cái chữ đó vô. Chiều cuối. Còn đây là tự nhiên. Mình phải binh thí sinh của đội mình chút xíu. Đúng, đâu phải ai cũng làm được chuyện đó đâu. Vậy nè, Phương Trinh làm thử coi. Qua bên đội bên kia đi. Chiều cuối. Ủa? Mình phải binh thí sinh đội mình chứ. Thì đâu phải làm được đâu, em đang binh mà. Đúng. Duy sugar, nói là sugar. Nè mình là kê, kê anh Đức với Honey. Honey. Nghe nói nè. Đừng gọi tôi là Honey. Giọng bạn không phải là không hay. Hát những cái nốt thấp rất đẹp, rất là tròn. Em được cái dũng cảm. Mặc dù lên không tới nhưng mà em vẫn đu tới hết bài. Đúng. Gặp anh là anh xỉu nãy giờ rồi. Mà diễn rất là giao lưu khán giả nữa nha. Rất là biết giao lưu khán giả. Các bạn vỗ tay cho bạn đi ạ. Đúng không? Mai mô em cho mấy cái bài thấp thấp thôi. Nghe về ha. Hiểu không? Cái quan trọng bây giờ là xem em đến cái khu vực vàng này được bao nhiêu giây. Anh em ơi, cho xem giây đi. Còn máy không hiểu nói gì luôn á. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi, bây giờ tới đội mình. Chính xác. Số 7. Xin mời số 7. Cố lên em ơi. Này đẹp trai nè, hát hay nè. Chàng trai tộc Caro của chị. Bé này quen quá, không biết gặp đâu rồi. Chàng trai sọc caro cố lên. 15 giây dành cho em bắt đầu. Xin mời. Chào tất cả mọi người, mình tên là Quang Hiếu, mình đến từ thành phố Thái Bình. Mình vào đây để theo đuổi đam mê của mình và mình rất mong giọng hát của mình sẽ góp phần làm thêm sự thú vị cho chương trình. Mọi người hãy cổ vũ cho mình nha. Ôi giọng dễ thương quá. Chết rồi, hát hay rồi. Cùng quê Sơn Tùng.
quên mất rồi. Thời gian lỡ trôi sẽ cách lòng. Anh thương nghĩ mình quên mất rồi. Thời gian lỡ trôi sẽ cách lòng. Anh thương nghĩ cảm xúc nhất thời mà đâu biết say một đời. Rồi khi đã biết là người em vốn thiết tha chẳng phải nơi này mà từ một nơi xa. Lặng nghe em nói lòng anh đau nhói, cứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn. Thì ra là mất tình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghi. Dù cho ngày qua kế bên còn thầm mong bấy lâu, còn nhìn em phía sau để luôn được thấy nụ cười ấy. Thì ra là thế, tình yêu chậm trễ đôi khi vài giây. Thì ta sẽ lỡ mất nhau, ngày mai đến nữa thôi. Tất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gió. Anh sống sẽ quên được em. Khi xưa ta thật ngon giật mình, khi xưa ta đừng ngon giật mình. Bên em ta đâu hay biết đâu, nghĩ rằng chỉ là một tình cảm nhỏ bé. Biết thế ta chẳng để em đi, nước mắt ta đâu rơi trên mi. Giờ anh phải cố tỏ ra bình thường để em buồn vui hạnh phúc cùng anh. Người em vốn thiết tha chẳng phải nơi này mà từ một nơi xa. Lặng nghe em nói lòng anh đau nhói, cứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn. Thì ra là mơ tình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghi. Dù cho ngày qua kế bên còn thầm mong bấy lâu, còn nhìn em phía sau để luôn được thấy nụ cười ấy. Thì ra là thế, tình yêu chậm trễ đôi khi vài giây. Thì ta sẽ lỡ mất nhau, ngày mai đến nữa thôi. Tất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gió. Làm cho một số người ngất lịm trên ghế, ngồi lặng người. Phải nói là rất là đẹp trai và hát hay. Và quê Thái Bình nhiều ca sĩ đẹp trai và hát hay quá. Em có một cái giọng rất là truyền cảm và rất là thu hút. Khi mà em cất giọng lên á, cái tình cảm em đặt cho bài hát, anh biết được là em rất là đam mê. Và anh chỉ có một lời khuyên dành cho em thôi, mình cần phải có cái điểm nhấn ở trong cái cách mình xử lý ca khúc. Lúc đó mình sẽ là một trở thành một cái người nghệ sĩ biểu diễn thực sự, chứ không phải là chỉ là mình đang đứng hát đi chơi như vậy thôi. Mà em rất là có tiềm năng, chúc mừng em nha. Chị chỉ muốn nói là I'm your fan. Hay quá. Tôi tin rằng bạn ấy đã mang 20 triệu với chỗ độ. Chắc chắn rồi. Hãy xem số giây. Một trăm năm mươi.
Trước khi đến với lượt thứ ba, lượt quyết định của vòng 1, chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút thưa quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ca sĩ tranh tài. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với lượt thứ ba của vòng tích lũy. Lượt 3 thì chúng ta có quyền thay đổi như sau. Chúng ta có thể lấy người chúng ta đã chọn để thi đấu vòng 2 thay vào lượt 3, và người của lượt 3 sẽ hát ở vòng 2. Đơn giản thì có vậy. Các bạn có muốn thay đổi không? Vâng, sau hai vòng thi cũng không được suôn sẻ cho lắm, em quyết định là không có gì nhất quá tam cả, em quyết định không thay đổi. Phương Trinh, mình phải giữ vững niềm tin cho dù sự lựa chọn của mình có như thế nào đi chăng nữa. Anh thì anh nói thế này, mỗi lần tới cái cặp này là mệt rồi. Thiệt luôn á. Không, phải lên nhạc nè. Anh muốn thay đổi. Anh muốn thay đổi. Đúng. Bởi vì cảm ơn nhạc nền hay quá. Anh chẳng muốn hết chuyện với em gì cả. Hay quá. Nhạc nền hay quá. Hai người đang đóng phim truyền hình luôn á. Vâng. Phải lên nhạc cho mọi người. Bây giờ vậy nè, em với anh đi ra ngoài nhìn lại gương mặt cái đi. Tại vì mình ngồi đây mình khó thấy quá. Trinh ơi, anh cho em một lời khuyên như thế này nha. Ngay từ lúc đầu khi mà em chọn bạn số 4 á là anh mừng lắm luôn á. Tại vì anh rất là nghi bạn này là một trong những cái giọng ca mà khúc đầu mà anh run sợ nhất. Nhưng mà em chọn số 4 mà anh giả bộ anh cổ vũ lòng tin cho em, nói đúng rồi bạn này nè, là anh muốn đẩy giai đoạn của em đó. À, với lại đúng rồi, những người mặc áo lệch vai thường là có một cái ẩn số bên trong. Chị là lệch bên trái, em là lệch bên phải. Hay quá, ghép lại, đó chính là mảnh ghép còn thiếu. Lần này em sẽ tin anh. Xin mời em bước vào vòng 3. Và lượt cuối cùng ở vòng tích lũy này sẽ là thí sinh số 8. Bây giờ là 15 giây quý báu của em. Em hãy giới thiệu cho mọi người biết, cho mọi người nể phục em đi. 15 giây, bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Diễm Hương, mình 24 tuổi. Mình đến từ Đồng Nai. Giọng hay đấy, giọng hay. Hôm nay mình đến với chương trình này vui là chính. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhé. Giọng hay quá, giọng hay quá. Giọng rất là bắt mít. Nghi là giọng hát hay lắm luôn. Ok, let's see. Làm quen mà qua điện thoại nghe giọng này chắc mình phải lao đến ngay. Trái tim dành cho em thôi.
Có thi The Voice vào top 5 của đội Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng. Giọng hát của em rất là dày. Dày. Và nó có một cái khào khào nho nhỏ ở trong cái cổ họng á. Khi mà em hát lên á là thấy là hát hay mà còn hay đặc biệt nữa. Em cảm ơn ạ. Coi nãy giờ nè, bạn này đã trụ được ở đây bao nhiêu giây? Phá kỷ lục em ơi, phá kỷ lục đi em. Phá kỷ lục đi em. Phá kỷ lục. Không thể phá kỷ lục của bên tôi được. Đi. Một trăm hai mươi lăm giây. Bây giờ sẽ là cô gái số 4. Nụ cười em tỏa nắng quá em ơi. Cô gái khá là duyên dáng đây. Cái nụ cười rất là đẹp. Anh thay đổi vị trí của em. Em có giận anh không? Chút chút. Đôi khi cuộc sống là mất lòng trước để được lòng sau. Thì anh đôi khi anh phải lựa chọn sự khó khăn đó vì anh là đàn ông mà. Wow. 15 giây dành cho em giới thiệu về mình, bắt đầu. Chào mọi người, em tên là Minh Sương, long lanh lung linh lung lánh như là ban mai vậy đó. Em đến từ thành phố núi Buôn Mê và em đến đây để gửi tặng mọi người một giọng hát cũng như là một niềm vui. Hôm nay mọi người có muốn quẩy với em không? Hát chưa? Tập đồng hồ quay vòng, tích tắc rồi quay vòng, tích tắc
Tích tắc đồng hồ quay vòng. Rồi quay vòng. Tích tắc đồng hồ quay vòng. Tích tắc rồi quay vòng. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Đi ngay. Người là như vậy. Một ngày nắng đã lên cao. Đôi mắt thao gầy vì phố xa thành phố. Ánh nắng trôi loa thế mà bình thường. Đứng giữa đứng giữa lòng đường. Kêu mọi người quẩy cùng em đi, bà quẩy là chính rồi, bà ra bà bỏ mi không đem hát luôn. Sao bà quẩy luôn? Bà có thù với một bạn tên là Nhịp. Bà là hát không hiếm Nhịp mà luôn á. Nhưng mà cái hay là bạn ấy vẫn có thể làm cho khán giả tin tưởng mình để bấm yêu thích mà đến được khu vực vàng rồi. Dễ chỉ thương. Có điều là trụ được không được lâu thôi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã khép lại lượt cuối cùng của vòng 1, vòng tích lũy. Số tiền thưởng lúc này của hai đội là ngang nhau, 30 triệu. Điều quan trọng lúc này là chúng tôi có bảo toàn được số tiền mình có hay không khi đến với vòng 2. Và trước khi đến với vòng 2, vòng bảo toàn, xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình Ca sĩ tranh tài. Vòng 2 với tên gọi là Bảo Toàn. Ở phần chơi này thì ca sĩ của mỗi đội sẽ hát cùng với giọng ca cuối cùng và cùng nhau đứng ở trên băng truyền. Nếu hát hay, khán giả yêu mến thì băng truyền sẽ di chuyển tiến lên, tiền sẽ không bị trừ. Nhưng nếu như lùi xuống thì cứ 1 giây là bị trừ 100.000 nếu khán giả yêu thích dưới 50%. Nếu khán giả yêu thích dưới 40% thì 1 giây bị trừ 200.000. Còn nếu mà để khán giả đưa mình ra sau cánh cửa kia thì bao nhiêu tiền cũng không còn ý nghĩa nữa. Nào cố lên Phương Chính. Anh có một niềm tin chắc chắn rằng dù điều gì xảy ra em cũng sẽ không bước qua cánh cửa kia. Nào số 6, hãy bước ra đi. Số 6 à, anh gửi chị Phương Trinh cho em. Cố gắng nhá. Cố lên em ơi. Yeah. Đẹp không? Trời ơi, hai cái đầm chất liệu bóng bóng giống nhau quá. 15 giây dành cho em giới thiệu về mình, bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trọng Phước, năm nay mình 23 tuổi, mình đến từ vùng đất Bình Thuận đầy nắng và gió. Hiện nay mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và mình đến với phương châm vui là chính và giải thưởng là 10. Mong mọi người ủng hộ cho mình nha. Tiến rồi. Trinh đẹp. Tiến rồi. Tiến rồi. Và thường những người mặc áo lệch vai là hát cũng ok đó. Những người mặc áo lệch vai thường là có một cái ẩn số bên trong.
Chị là lệch bên trái, em là lệch bên phải. Hay quá, ghép lại, đó chính là mảnh ghép còn thiếu. Lần này em sẽ tin anh. Lặng im nghe tình yêu vỡ tan thành. Lặng im nghe tình yêu vỡ tan thành. Lời em nói tại trái luôn mộng mây. Dù đã biết từ trước em vẫn bất ngờ. Có lẽ nào anh không còn nhớ. Lúc này anh hạnh phúc vô cùng bởi vì anh được đứng cạnh hai em vừa xinh đẹp này, vừa hát hay này, chẳng bù cho một số người còn lại.
họ sắp phải đứng cạnh nhau chỉ toàn đàn ông. Chúng ta chắc chắn sẽ giữ được 30 triệu. Nào cùng xem. Thật sự là rất là ghen tị với anh Thành Trung. Duy ơi, hồi dạ. Nãy em chọn sao bây giờ để anh Trung anh có thể đứng mà anh kệ anh mai anh như vậy. Kệ kệ nói gì kệ anh. Mình còn một con át chủ bài mà. Anh nghĩ là một con át chủ bài này sẽ là ok đó. Anh nhớ là khi mà có lỡ mà có tuột xuống á là anh phải làm tất cả mọi cách để cho các bạn bình chọn cho em nha. Ok ok em. Bây giờ em lên sân khấu đúng không? Bài đó cái giọng giống giống anh Vũ Hà. Nhưng mà giống Vũ Hà là bạn số 1 giống Vũ Hà nhất. Vâng, chọn Vũ Hà. Happy. Em nói cho mọi người biết đi, em có phải là Vũ Hà không? Dạ, không phải là Vũ Hà đâu. Em là Vũ gì? Em là Vũ Công. Hả? Vũ Công. Em là Vũ Công hả? Nhiều người Vũ Công người ta hát hay lắm. Anh nhìn cái bộ dạng của em, anh tin là không thể nào em hát dở được. Đừng làm anh thất vọng nhé. Bây giờ 15 giây để em giới thiệu cho tất cả mọi người biết em là ai. 15 giây bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nhật Liêm. Hiện tại mình đang là một vũ công chuyên nghiệp. Mọi người hay gọi tên mình là gà. Mình không biết tại sao mọi người hay gọi mình là gà, bởi vì mình không phải tuấn gà và mình cũng không giống gà. Nhưng mà mọi người hãy bình chọn cho mình để mình có tiền về ăn gà nha. Vi ơi, tươi lên em. Mọi thứ vẫn chưa có gì xảy ra. Vẫn đang tiến. Vẫn đang tiến. Phiêu gà. Đó. Đội hình rất căng và cân bằng. Ha. Phiêu gà. Đó. Đội hình rất căng và cân bằng. Cái giọng ca nãy đầu tiên á phát lên. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì. Anh nghĩ là bạn số 1. Cái bài mà bạn ngầu quá, nhìn mặt hơi sợ. Không có gì nhất quá tam cả, em quyết định không thay đổi. Don't do this and just do that. Let's stay on a tight beat. You man, baby, take.
đời rực rỡ như chưa một lần tan vỡ, những ngày thật vỡ như giấc mơ. Để con tim đập nhịp rộn rã như bao ngày già đau đớn hoang mang đã rời xa. Ngày hôm qua đã xa, la la la, ngày hôm nay đã đến. Cười lên ha ha ha, mỗi phút giây buồn phiền. Những đôi tiếng, yeah, hãy ngủ yên. Ngày hôm qua, hey 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 hey. Nhảy đi em, nhảy đi em. Solo solo solo. One two three. Để thôi đợi từ giờ vẫn bài trôi không muốn đợi chờ một ngày dần mới. Anh hơi đưa tay chào niềm vui sẽ tới. I know sometimes you feel so tired and so distressed and you wanna give up. Don't do this, they just do that. The zero time is driving you mad. Don't be shy, girl, just say ha ha ha, you're right. Chưa có một tiết mục nào ở vòng 2 sôi động và vũ đạo đẹp như hai anh em. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Hát hay chỉ có điều hơi ít ít nghe giọng quá. Ít đất để được thể hiện. Ít nghe giọng. Bởi vì đồng đội của em cẩn thận quá. Ngay đoạn đầu đáng lẽ phải để em hát, nhưng vì đồng đội của em là anh Duy hát trước, vì thế mà băng truyền hơi lùi lại vài giây. Tại em á, tại em á. Đúng. Xin lỗi cưng. Cái bài ha ha của em là một bài rất là khó hát, nhưng mà bạn này bạn nghe phải nghe rất là kỹ và còn theo dõi luôn là những cái clip chỉ đi diễn ở ngoài thôi, em không có MV. Thì bạn này bạn coi luôn là cả cái phần vũ đạo. Cảm ơn em vì đã theo dõi rất là kỹ và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái số điểm đủ về ăn kè. Bây giờ sẽ hiện lên số tiền cuối cùng mà các bạn có. Các bạn trước vòng này có 30 triệu. Hãy cùng xem số tiền còn lại là bao nhiêu. Em ạ, kiểu gì mình cũng thắng rồi. Wow. 28.800. Vẫn cao em. Vẫn đủ tiền ăn gà. Đủ tiền ăn gà. Quá đủ tiền ăn gà luôn. Và cảm ơn hai anh rất nhiều. Cảm ơn cưng, cảm ơn cưng. Kết quả cuối cùng, đội của Thanh Duy, Anh Đức có số tiền là 28.800. Đội của Thành Trung và Phương Trinh 30 triệu. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trên VTV3 và truyền hình Việt Nam 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ta cùng gặp gỡ với một người bạn dẫn cùng với tôi, một chàng trai diễn viên trẻ. Thì ngày hôm nay em sẽ vào một cái vai mà chắc chắn anh sẽ ghét. Vai gì? Vai người chiến thắng. Anh tin tưởng em. Được rồi. Anh cứ để em. Ngày xưa cho nhau tình yêu đó. Điều